Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ phim Chủng tộc bất tử. Đây là một trong những bộ phim đỉnh nhất trong phê 4. Cô ấy nhẹ nhàng nâng dao găm lên, đá liền biến thành vàng, bàn tay áp xuống mặt đất, một dòng suối trong lành liền chảy ra, chiếc xe tải mất lái bất ngờ bay đến. Cô giơ tay, nó lập tức biến thành hàng ngàn vạn cánh hoa hồng. Đó chính là sức mạnh của Cersei, là người của tộc bất tử Eternal. Chủng tộc này bất lão bất tử, từ khi văn minh trái đất bắt đầu, họ vẫn luôn bảo vệ loài người khỏi sự xâm lược của đám quái vật Deviant. Câu chuyện bắt đầu sau sự kiện cái búng tay của Thanos. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Những siêu anh hùng lên sàn rồi. Những anh hùng này giúp vua Babylon ban hành bộ luật Hammurabi, giúp đánh đuổi đám Deviant, giúp con người phát triển các công cụ sản xuất tiên tiến. Nhưng sau khi tiêu diệt dị tộc Deviant, sống yên ổn qua mấy nghìn năm thì thủ lĩnh của bọn họ lại chết. Mà thứ giết được Eternal chỉ có Deviant. Đám quái vật này lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Hơn nữa còn đuổi giết các Eternal. Guild Games dẫn đầu đi tiêu diệt chúng. Nắm đấm vàng của anh có thể dễ dàng đánh nát bất cứ vật gì. Bên này Pháp sư Kingo tích tụ sức mạnh, cần đồng đội kéo dài thời gian. Nhưng sức mạnh khổng lồ của Deviant khiến đồng đội khó cầm cự được. Giây cuối cùng đã tích tụ xong sức mạnh, đánh ra một đòn chí mạng. Icaris là người có sức chiến đấu mạnh nhất của tộc Eternal. Anh có sở trường về tác chiến trên cao, hai mắt có thể phóng ra năng lượng hủy diệt tất cả. Nhưng một khi bị Deviant giữ được đầu, anh sẽ không còn sức để đánh lại. Cersei tiến lên giúp đỡ nhưng Deviant đẩy ngã cô xuống nước. Rơi vào tình thế nguy hiểm, cô dùng đôi tay mình. Nháy mắt con quái vật đã biến thành cây khô. Từng Eternal đều đánh bại được kẻ địch chỉ có Guild Games. Anh dùng thân mình để ngăn lại công kích của Deviant, liền bị rất nhiều gai sắc nhọn đâm xuyên qua ngực. Mặc dù bảo vệ được đồng đội, nhưng anh lại bị hút hết sức mạnh biến thành xác khô. Còn con quái vật kia cũng có được sức mạnh đôi tay của Guild Games. Lúc nó chuẩn bị tiến thêm một bước thì Icaris đến kịp, giải quyết được nguy cơ lúc đó. Họ hỏa thiêu đồng đội nhưng đồng thời cũng phát hiện ra một vấn đề. Deviant đến trái đất là để hấp thụ sức mạnh của nhân loại. Điều này sẽ khiến nhân loại bị diệt vong. Eternal nếu ra tay ngăn cản, sẽ thay đổi quỹ đạo văn minh của nhân loại. Vậy thì sinh vật ở đây chẳng phải đều sẽ trở thành chim lồng cá chậu. Nhưng rất nhanh họ phát hiện ra, bản thân tiêu diệt Deviant vốn không phải là để bảo vệ nhân loại, mà là để hủy diệt nhân loại. Celestial là chúa tể của vũ trụ, gieo hạt giống xuống hàng trăm triệu hành tinh. Những hạt giống này cần thời gian 1 tỷ năm để hấp thụ dinh dưỡng từ hành tinh, cuối cùng tiến hóa thành Celestial. Không may là trái đất mà các Eternal đang bảo vệ cũng đang có một hạt giống như vậy. Celestial Tiamat đã hấp thụ dinh dưỡng đủ 1 tỷ năm chuẩn bị thức tỉnh. Mà cái giá của sự thức tỉnh là trái đất sẽ bị hủy diệt. Nhân loại cùng toàn bộ văn minh đều sẽ bị tiêu diệt. Eternal được gửi xuống trái đất để chấp hành nhiệm vụ, bề ngoài là để bảo vệ loài người không bị những loài vật khác xâm hại. Nhưng mục đích thực sự của nhiệm vụ này là đảm bảo đủ nhân loại cung cấp chất dinh dưỡng cho Celestial Tiamat. Bây giờ Celestial Tiamat sắp xuất hiện, Eternal không còn cần phải bảo vệ nhân loại nữa. Cersei không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này, họ đã bảo vệ nhân loại mấy nghìn năm. Nhưng là Eternal không thể đồng tình với nhân loại, vẫn là câu nói đó, tất cả đều do số mệnh đã sắp đặt. Tàn khốc hơn là thủ lĩnh của họ không phải bị Deviant giết chết, mà là bị đồng đội của họ Icaris giết. Hắn là cuồng tín Celestial, bất cứ ai cũng không thể ngăn Celestial Tiamat thức tỉnh, kể cả là đồng đội thân thiết hắn cũng có thể xuống tay. Bây giờ hắn cảnh cáo những người đồng đội khác, nếu bọn họ dám làm ảnh hưởng, hắn cũng sẽ truy cùng giết tận. Kingo không thể chấp nhận hiện thực này, giơ tay lên định xử lý tên phản bội Icaris. Nhưng Icaris nháy mắt liền biến mất, không hề có cơ hội cho họ động thủ. Những Eternal còn lại tất cả rơi vào rối ren, mấy nghìn năm làm bạn với con người. Giữa họ từ lâu đã có một mối liên kết không dễ phá bỏ. Nếu mặc kệ họ không quan tâm, chính là tự tay hủy diệt những văn minh mà bản thân tạo ra. Nhưng nếu phản bội Celestial, sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt vô cùng thảm khốc. Lúc này Cersei lại quyết định nghe theo tiếng gọi con tim. Dù cho có là thần cũng không có quyền cướp đi những sinh mạng vô tội này, bọn họ quyết định ngăn Celestial Tiamat tái sinh. Celestial Tiamat sắp thức tỉnh,
nhưng cái giá phải trả là trái đất sẽ bị hủy diệt. Thời gian của Cersei không còn nhiều nữa, cô tập hợp đồng đội, chuẩn bị liên thủ, để khiến cho Celestial Tiamat một lần nữa ngủ yên. Trong cơ thể của các Eternal phóng thích ra vô số luồng sáng bện lại vào nhau, chỉ cần đồng tâm hiệp lực là có thể có đủ sức mạnh trấn áp Celestial Tiamat. Nhưng chính lúc này Icaris đã đến, hắn bay qua đâu là phá hủy đến đó. Núi lửa phun trào, thiên thạch rơi xuống, ngày tận thế đã đến gần. Hắn nhẹ nhàng xử lý các Eternal, nhưng Icaris kiêu ngạo lại không ngờ. Các cơ quan khống chế sức mạnh của Icaris, đến cả tia laser mạnh nhất của hắn cũng không thể phá hủy được. Lúc này sóng biển trồi lên, đầu và tay của Celestial Tiamat đã xuất hiện trên mặt biển. Cersei dùng hết sức mạnh của mình tạo ra một chiếc lưới cực lớn. Mỗi Eternal đều cảm ứng được, sức mạnh của họ tích tụ lại trong không trung. Dần dần đóng băng các chi của Celestial Tiamat, vị thần khổng lồ này bị đóng băng đông cứng trên mặt biển. Tai họa trôi qua, Icaris thất vọng quỳ tại chỗ, vì không thể ngăn cản các Eternal nên rất đau khổ. Với sức mạnh của hắn thật ra có thể làm tan mặt băng, giúp Celestial Tiamat thức tỉnh, nhưng hắn không làm vậy. Có lẽ giây phút cuối cùng hắn đã nghĩ thông, kẻ yếu không phải món đồ chơi của kẻ mạnh, sinh mệnh dù có yếu ớt đến thế nào đều có quyền được sống tiếp. Hắn bay khỏi trái đất xông về phía mặt trời, để mặt trời nuốt trọn lấy cơ thể, đó là cách hắn đền tội. Nhưng tất cả vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vị thần tối cao tạo ra Celestial quyết định trừng phạt Cersei. Còn về nhân loại, thần sẽ dùng cách của mình để đánh giá xem con người có đủ tư cách sống trên trái đất hay không. Bộ phim đến đây kết thúc. Thực ra từ xưa đến nay, loài người không phải sinh vật mạnh nhất. Chúng ta đứng trước những quái thú thời tiền sử, dường như không có chút năng lực phản kháng, nhưng thôi thúc chúng ta sống đến ngày hôm nay, hơn nữa còn tạo ra hàng loạt các văn minh. Chẳng phải là niềm tin và sức sáng tạo mạnh mẽ hay sao? Không cùng chủng tộc, không cùng màu da, không cùng tín ngưỡng, nhưng cũng đã sớm trở thành một thể thống nhất, cùng chờ đợi vận mệnh tiếp theo của các Eternal và sự phán quyết của Celestial với nhân loại trong phần phim tiếp theo nhé.